Mình giới thiệu một cái mẫu mạch thôi ha, mẫu mạch DB 100 quá đến 150 quá ha. Thì đối với cái mẫu mạch này, một số anh em đã biết qua và sử dụng qua trong các phiên bản trước đây của bên mình rồi. Thì hôm nay mình giới thiệu một cái phiên bản mới ha, 2023. Thì đối với phiên bản này thì nó có thêm cái tính năng là micro không dây ha. Thì trước đây các anh em thường sử dụng mic có dây hoặc mic cắm. Hiện nay nó đã được tích hợp micro không dây. Thì đối với cái mô mạch này thì nó cho phép mình sử dụng điện bình. Điện bình thì không sạc ha, chưa sạc. Còn sử dụng điện 220 nè. Còn nó vào DC 12V đến 24V nè. Thì cho phép mình sử dụng bình ắc quy. Mình ắc quy mình lắp bên trong và lắp phía sau này. Nhưng mà sử dụng bình thì không có sạc được ha, đối phần này. Tuy nhiên đối với cái mẫu mới này, mẫu 2023 thì nó cho phép mình sử dụng micro không dây, thì nó tiện lợi cho các anh em nhiều ha. Thì đây nó ra một kênh bát, một kênh chép ha. Thì ở đây mình lắp bát, lắp chép này, bát 3 tấc, cái chép 4 in. Ok chưa? Thì bây giờ mình sẽ test cái micro không dây cho các anh em xem. 1 2 4 5 6 6 7 8 9 1 2 4 5 6 6 7 8. Ok chưa? Tăng mic luôn, mic lên chút. Tiếng bự hơn chút. 1 2 6 6 7 9 1 9 1. Thì tăng hơi quá quá cỡ ha. 1 2 6 7 9 1 2 4 5 6 6 7 8. Ok, tắt nhẹ qua tiếng nhạc chút ha. The Bluetooth device is connected successfully. Oh,